Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Trận đấu hay nhất của Ronaldinho trong sự nghiệp. Từ trước đến nay, bóng đá luôn được biết đến như một môn thể thao thô lỗ và đầy cọc cằn. 22 gã đàn ông đều xả thân hết mình vì một quả bóng trên sân và sẵn sàng xô xát hay thậm chí chảy máu để miễn sao đạt được mục đích giành lại nó. Môn thể thao vua này cực kỳ bạo lực và luôn gắn liền với sự quyết liệt trong bất kỳ trận đấu nào. Với phái nữ hay những người chưa cảm nhận được niềm vui từ trái bóng tròn, đó chắc chắn là điều đầu tiên mà tất cả cảm nhận được. Và hẳn bóng đá vẫn sẽ luôn là như thế cho đến khi những người Brazil bắt đầu xỏ giày vào sân. Cùng Mr. Zero xem lại trận đấu hay nhất của Ronaldinho trong sự nghiệp nhé. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero. Ronaldinho, người sở hữu đôi chân ma thuật dị biệt, có thể tạo ra hàng loạt những pha đi bóng mê hoặc lòng người và làm cho người xem không thể nào không thán phục tài năng xuất chúng từ anh. Có thể nói, được theo dõi anh chơi bóng cũng xem như là bạn may mắn được ông trời ban đặc ân nghe Mozart chơi bản nhạc Concerto số 20 dành cho piano. Nếu Mozart có thể khiến mọi người say đắm vào các bản nhạc kinh điển trên những phím đàn piano, thì Ronaldinho làm tất cả phải chìm sâu và ngã mũ thán phục trước những động tác bóng thượng thừa đầy nghệ thuật từ mình. Thứ bóng đá đơn thuần sẽ không xuất hiện nơi chàng vẫu vì Rooney biết cách nâng nó lên một tầm cao mới mà người hâm mộ khi chứng kiến chỉ biết gai người và cúi đầu trước sự huyền diệu đó trong làng túc cầu giáo. Và sau đây, hãy để Mr. Zero gửi tới các bạn một trong những trận đấu hay nhất của Ronaldinho trong sự nghiệp, trận đối đầu giữa Barcelona và Athletic Bilbao. Trận đấu giữa Barcelona và Athletic Bilbao đang diễn ra ở những phút đầu tiên. Nhận đường truyền từ đồng đội, Ronaldinho liên tục đảo chân giữ bóng. Các cầu thủ Athletic Bilbao bắt đầu đẩy mạnh áp sát ngôi sao người Brazil. Liên tiếp những pha cắt bóng được tung ra trước Ronaldinho, nhưng anh vẫn bình tĩnh thoát Brazil dễ dàng, kịp thời nã cú Trivela. Cú sút rất đẹp nhưng có vẻ may mắn chưa mỉm cười với rô vẫu vì thủ thành Bilbao ngã người cứu thua đúng lúc. Đây không phải là lúc để tiếc nuối đâu, Ronaldinho ơi, lên giày cót chiến đấu tiếp theo nào. Vẫn là rô vẫu, tiếp bóng từ đồng đội, ngôi sao Brazil nhanh chóng bị áp sát, nhưng anh vẫn kiểm soát bóng rất tốt, anh khéo léo chuyền bóng sang cho đồng đội, nhưng có vẻ đồng đội yếu thế hơn nên để mất bóng ngay lập tức. Hãm bóng bằng ngực, Ronaldinho đang giữ bóng rất tốt, lập tức hậu vệ Athletic Bilbao lao tới kéo người, rô vẫu vẫn bình tĩnh rời bóng, tay giữ người đối phương tạo khoảng cách. Tưởng là Andro tung tuyệt kỹ flip flap, ai ngờ chỉ là giả vờ thôi. Ấy vậy mà số 24 Bilbao như đắm chìm vào mộng mị. Để rồi Ronaldo có thể tạo cơ hội cho đồng đội bứt tốc lên, tung cú sút chéo từ cánh trái. Lại một lần nữa, có vẻ ngôi sao người Brazil và đồng đội vẫn chưa có cơ hội hiểu nhau, bóng chệch hướng bay ra ngoài. Giữ bóng khéo léo, Ronaldinho đang làm rất tốt, anh chuyền bóng dứt điểm cho Eto'o, báo đen đánh gót sang ngang, Xavi từ dưới bứt tốc, tung cú vô lý sắc ngọt, cứa lưới Athletic Bilbao dễ dàng. Wow, một màn kết hợp cực mãn nhãn của tam tấu đúng không nào? Theo thống kê, Ronaldinho và Samuel Eto'o được ví như cặp đôi vàng của Barca. Hai cầu thủ này có tổng cộng là 263 bàn cho Barca.
Ronaldinho dẫn dắt đội bóng bằng sự sáng tạo, trong khi Eto'o nổi bật với tốc độ, quyết tâm, sự đơn giản và cực kỳ hiệu quả trong lối chơi. Lại là màn kiến tạo của Ronaldinho cho Eto'o, theo đó đường truyền của Iniesta, rồi vẫu đánh gót bóng rồi xoay người, truyền bóng cho Eto'o từ đường bích, bứt tốc lên. Quả không hổ danh là báo đen, Eto'o bỏ sâu hàng phòng ngự Athletic Bilbao, rê bóng tiến về trung lộ, rồi tung cú sút chéo góc cực gắt đốn ngã thủ môn đối phương. Vẫn chưa có một bàn thắng nào nên có vẻ Athletic Bilbao đang vô cùng hốt hoảng. Bởi vậy, các cầu thủ áo trắng đang cố gắng chỉnh đốn hàng phòng ngự, nhất là việc để mắt tới mối đe dọa mang tên Ronaldinho. Tỷ số lúc này đang là 3-0 nghiêng về Barcelona và Athletic Bilbao vẫn dồn dập bao vây Ronaldinho. Nhưng họ quên rằng thật sự Ronaldinho là nhà ảo thuật gia. Với trái bóng chồng chân, rồi bỗng khiến tất cả phải ngỡ ngàng với những pha xử lý ảo diệu. Đôi chân anh như một chiếc máy khâu, theo dệt nên những cảm xúc bất tận. Thật đáng thương cho các cầu thủ Bilbao khi cố gắng cướp bóng bao nhiêu thì lại nhận lấy bấy nhiêu trái đắng. Lần này là màn kết hợp giữa Iniesta, Ronaldinho. Theo đó, hai cầu thủ giải tỏa sức ép từ đối phương bằng cách chuyền bóng qua lại cho nhau. Đến khi giữ cố định được bóng, Rovão vẫn bị bám sát bởi hậu vệ của Bilbao. Chẳng chờ đợi gì, siêu sao Brazil tung luôn chiêu flip flap của mình lừa bóng đối phương. Anh cứ bình tĩnh chậm rãi đảo chân trước trái bóng khiến số 24 của Bilbao kiệt sức. Tiếp theo là đường truyền từ Iniesta, Ronaldinho vẫn giữ được bóng, mặc cho đối phương liên tục kèm sát, gàn chân cướp bóng. Bứt tốc, anh căng bóng chéo lên cho Iniesta, nhưng mọi cố gắng bị sụp đổ khi Iniesta để mất bóng bởi hàng phòng ngự dày đặc Bilbao. Thứ 73, tỷ số vẫn là 3-0 nghiêng về Barca. Có vẻ như lúc này thực sự các cầu thủ của Bilbao đã quá hoảng loạn rồi. Để những lần Ronaldinho chuẩn bị bứt tốc với bóng hướng về vòng cấm thì các cầu thủ áo sọc trắng đỏ lại đua nhau kiểm soát, tranh chấp bóng để rồi va chạm với Rovão và ngã nhào. Chúng ta đang được theo dõi màn đá phạt của ngôi sao người Brazil. Cú sút bóng khiến bóng bay qua hàng rào phòng ngự, nhưng cú bật nhảy cùng cái chạm bóng của thủ môn Bilbao đã cứu thua một bàn trông thấy. Ronaldinho trông có vẻ hơi thất vọng, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi vãi từ mặt anh. Lần này là màn kết hợp của Ronaldinho với Lionel Messi. Hai chàng cầu thủ tóc dài phối hợp ăn ý chuyền bóng cho nhau. Một Messi thoát pressing điệu nghệ, một Rovão tốc độ lao lên vòng cấm nã cú sút cực gắt nhưng bóng đập vào chân thủ môn Bilbao và bật ra ngoài. Sau trận đấu, người ta thấy Ronaldinho đổi áo cùng cầu thủ đối phương. Cầm trên tay áo của Bilbao, anh nở nụ cười rạng rỡ bởi 3-0 là tỷ số quá tuyệt vời cho Barca và người hùng ngày hôm ấy thực sự là Ronaldinho. We'll be right back.
còn nhớ trận đấu nào hay của Ronaldinho thì nhớ hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!